một ống chụp về kháng sinh khoảng triệu đô la một ống, đem về nuôi cấy, nó ra những cái bầy để nuôi phát triển, nó mọc sinh sôi nảy nở. Nhưng rất là dã man là cái đứa nó bán ấy, ít khi nó cho mình một cái quy trình đầy đủ để đảm bảo cái giống đó được. Chúng ta nuôi được chừng 2 năm là nó thoái hóa hết kháng sinh, lại nhập nữa, thôi đi nhập luôn cái hộp vậy. Chúng ta giảng viên Việt Nam là công trường giảng viên của cả thế giới, cứ đưa về cũng giảng. Còn cái nuôi để ra đó rất khó. Có một lần Domestico có mời tôi xuống để góp ý xây dựng cái nhà máy hóa dược, cái thời mà chưa bán cái nhà máy Domestico ra, định xây dựng ý tưởng cao. Tôi nói ra khó lắm, bởi vì rằng là để có công nghiệp kháng sinh thì phải có công nghiệp nuôi cấy đó, nuôi cấy đó. Chúng ta đã những cái năm mà 80 chúng ta đã xây dựng 2 cái nhà máy kháng sinh để hy vọng đến lúc đó buộc phải xây dựng. Bởi Trung Quốc nó đánh mình, nó đánh thì thế nào cũng bị thương, thế nào cũng nhiễm trùng. Mà nếu chúng ta không tự túc mà nó bao vây mình thì mình không có kháng sinh để mà mình chữa. Cho nên phải nhập những cái nhà máy kháng sinh về, 2 nhà máy một năm sản xuất được 5 tấn tetracycline. Nhưng mà để tức là mỗi người chưa được nửa viên thì đã phải mỗi ngày đoàn tàu chở thực phẩm đến để nuôi nó, để nuôi nó. Mà cái thời kỳ mà vô cùng khó khăn đó thì làm sao mà có được những cái đó, những công việc kháng sinh của mình cho đến ngày hôm nay vẫn là con số không là vậy, không đủ. Rất là đáng buồn. À, cái thời đó tôi lại rất là may mắn, tôi lại được vào cái đơn vị làm cái kháng sinh, cả nghiên cứu về cái đó phát triển. Vì đấy là vấn đề của quốc gia, quốc phòng. Dạ. Thế thì tôi làm, trong khi đó các thầy, các bạn biết cái thời năm 80, một năm nó có chừng 3-4 lần thì tôi nha, phải nuôi cái này, phải nuôi cái con vi khuẩn này, phải nuôi cái này nha. Mỗi ngày kiểu sách xô nha, khoảng chục ký thịt để làm canh thứ hai nuôi nó, không có nó chết. Mà nó khó lắm là thịt phải rất nặng, nó mới ăn, mỡ là chết. Thế thì tôi vậy, tôi sẽ phát huy hoàn toàn cái tinh thần trách nhiệm của tôi nha, tức là thịt nhỏ mỡ nhỏ nặng tôi sẽ cắt lẹt sang cái phần nặng lên cái để cho chắc chắn là nó sẽ không có mỡ. Và phần nạc hoàn toàn nó nuôi vi khuẩn, còn phần nửa nạc nửa mỡ nuôi tôi. Tức là hồi đó là phè vỡ nuôi được là mình chiên nó lên mình tóp mỡ mình đem cho các bạn trong trường đặt đón em đấy. Khổ đấy, mình không có cái nguồn để nghèo quá luôn mà. Việt Nam là một nước rất nghèo. Rồi kinh khủng nữa, hai cái nhà máy mà sản xuất tetracycline là Liên Xô đó tặng mình, tinh thần quốc tế cộng sản Liên Xô tặng mình hai cái nhà máy. Lúc đó thì tôi đang chuẩn bị đi Liên Xô học, khi tôi đến thì lúc đó tetracycline ở thế giới đã cấm rồi, đồng như xương vân vân. Thì tôi đến tôi gặp cái vị để mình đi Nga sắp tới thì mình cũng giả bộ mình đến để mình phải thăm xem tình hình ra sao, có chút gì mà chuẩn bị cái hành trang chuyến đi. Thế thì tôi hỏi vì sao lại nhập cái này không nhập cả cái khác, thì ông ấy nói rằng anh không biết gì, đây là Liên Xô cho mình, Liên Xô cho mình không nhận thì nó bảo mình chặn.
bảo mình chạy nha, chạy quá à, chỉ là đòi lấy cái tốt thôi, ai cho cái gì cứ giữ tay và nhận nha. Nếu dùng được thì dùng, không dùng được em cho lào Campuchia mang tiếng là mình tốt, mang tiếng là mình tốt nha. Thế là mày nhận hai nhà máy tên ra để xây dựng chưa, chưa à. Để làm kháng sinh cũng phải là chuyện đơn giản, cần phải có cán bộ có trình độ làm kháng sinh, nuôi cái vi sinh thế nào, cái kia dưỡng dục vân vân. Thế là Liên Xô lại tổ chức cho Việt Nam là học bổng một đoàn sang Liên Xô để học một năm làm kháng sinh. Mà các bạn biết rằng đi Liên Xô vào cái thời đó là vinh dự đã đạt, nhưng nó hay nói một cái từ rằng được đi học Liên Xô là có tiền đồ, tức là có tiền và có đồ à, học thì ít buôn lậu thì nhiều, tôi vậy thôi à, thế sao thì đó đi buôn lậu không ạ à? Rồi lấy cái tiền đó mua đồ, mua nồi áo suất, mua quạt tay voi cái gì đấy đóng thùng kín nhà. Đấy không hay gì đâu nha, nhưng mà đấy cũng là cái để nhập về, không có nhà máy thì nó đâu cho mình đi học đúng không. Rồi chưa nó chỉ ông nhìn thấy không à, đây này, nó xây dựng cái nhà máy không phải chỉ có cái tường, có trang thiết bị, ông nhìn cái nồi nguyên cái là đến 50.000 lít. Có bao giờ nhìn thấy cái nồi của nó vĩ đại như thế không? Thế cái nồi này mà làm nước mắm thì làm xì dầu chắc tốt lắm. Cái tư tưởng là kháng sinh của mình nó lại rơi vào cái luật quật sản xuất nhỏ. À, tôi đi Nga về, tôi đến thăm nhà máy không còn dấu vết gì. Tôi hỏi thế mấy cái nồi đi đâu? Bán cho bột ngọt, cái gì thiên hương, vị hương gì đấy, bán cho à, nước chấm Nam Dương bán hết rồi. Tư tưởng là kháng sinh cho nên ngày hôm nay nha, làm kháng sinh Việt Nam vẫn là con số 0, chọn thích con số 0. Các bạn đau lòng thế nhưng mà chả làm thế nào đâu, là con số 0 đó. Không làm được kháng sinh gì hết, trong khi đó làm sự hòa bình thì rất tốt. À, rất dễ tôi tiến đồng hồ và dễ thì dẫn đến điều gì, dễ dẫn đến điều dễ đúng không. Dân Việt Nam đứng đầu thế giới và đứng chủ, đứng đầu Lao là đứng đầu của các cái bệnh nhiễm trùng khác, nước gọi là nhiệt đới gió mùa à, bị cái gì ảnh hưởng của chiến tranh thì vất vất nghèo đói. Việt Nam là bệnh nhiễm trùng hàng số 1 thế giới, nhà nước nghèo cũng là hàng top đầu của thế giới. Đại hội đảng lần thứ 12 đưa ra là đến năm 20, tức là sang năm sẽ đưa Việt Nam thành một nước công nghiệp. Nhưng mà tôi cách đây 2 năm tôi phải đi học để sửa lại cái nghị quyết của đại hội đảng lần thứ 12 rằng là đến năm 2020 cố gắng đưa Việt Nam một nước bớt nghèo, bớt nghèo tức là cái chỏ tóc ấy đụng vào cái chỗ mà không nghèo được, như vậy hay lắm, được như vậy hay lắm. Cho nên Việt Nam là nước nghèo, rất nghèo, nhà thu nhập thấp nhất thế giới, cho nên mà lại bị những chủ nghèo cần phải thuốc rẻ. Chút rẻ kháng Sivamid là rẻ nhất, không vì gì rẻ hơn. Vậy thì đấy là ưu thế chúng ta nên làm đó. Rồi ít bị đề kháng, ít bị đề kháng. Tại sao Sivamid lại ít bị đề kháng? Đơn giản lắm, vì mấy chục năm nay mình đâu có dùng Sivamid, cho nên những cái thế hệ mà đề kháng nó chưa hết,
mà nó chưa dạy được cho các con cháu nó một cách đầy đủ. Dạy là phải như thế nào để hạnh, đấy cũng là cái lạc. Đặc biệt bây giờ tôi bức xúc vô cùng là cái thế hệ trẻ, cái thế hệ già bây giờ không dạy được thế hệ trẻ. Nhà cha con trong gia đình đối xử với nhau không còn cái tình, cái nghĩa, cái yêu, ít, không phải là không còn mà ít lắm. Thế hệ trẻ bây giờ nó điên lắm, nó khác thế hệ già, giống như anh ấy. Đó. Bây giờ nghe nó hát của mình nó thấy đâu, cái bài có ổ, là thấy nhất thế giới. Đúng không? Tình yêu đến em không hề mong đợi rồi. Tình yêu đi em chẳng hề hôm tiếp. Trời ơi, bây giờ nó là vậy. Các cô này mà đã sống vợ chồng là sống trọn đời, đúng không? Tôi lấy bà xã tôi hơn 40 năm rồi. Bây giờ một câu anh yêu, một câu em yêu, sáng tiễn nhau đi một hôn chiều, đón nhau về một hôn tối, chúc nhau một ngon sáng, chúc nhau một ngày tốt lành, vân vân. Thì trẻ nó ngạc nhiên, nó chố hoặc nó nhìn bảo với ông bà già sao bây giờ còn làm ba cái chuyện mà nó chưa bao giờ chúng ta làm. Mới lấy nhau xong thì trẻ nó đâu khác. Tôi ra Hà Nội đứng ngồi, tôi là thổ địa ở đâu mà ra, tôi chỉ mong cái đề là Sài Gòn thôi. Dù sao Sài Gòn cũng là cái đất lạnh hơn Hà Nội. Tôi ngồi tôi ăn tô phở, tôi thấy cái thằng bán phở nó vừa bức phở, vừa gọi điện thoại, và tôi ngồi ăn hết tô phở nha. Tôi ngồi tôi đếm nha, là tôi đếm được trong cuộc gọi đó có 20 chữ đờ. Tôi bảo thế cháu có nhiều mẹ thế đấy, chỉ có đờ giữ đấy. Giờ nó vậy, giờ nó điên lắm cơ. Chửi nhau, nó nói quay văn tục. Hà Nội kinh nó không còn thanh lịch đâu. Tôi có đưa một đoàn của khoa dược ra Hà Nội giữ cái hội nghị, sau đó tôi dẫn đi chơi lên Hồ Tây ăn bánh tôm. Hà Nội nổi tiếng Hồ Tây, và Hồ Tây thì nổi tiếng bánh tôm. Tôi gọi bánh tôm ra cho các cô, các thầy, các cô ở đây ăn. Thế thì tôi thấy nó ngạc nhiên. Bánh tôm thì nó tròn, nó chiên giòn, ở trên nó có con tôm to nó là, thì nó có những cái sợi khoai nó xếp vuông góc với nhau thế này, trông nó vừa đẹp mà nó giòn giòn, ăn nó dễ. Tôi nhìn tôi đây không thấy đấy, không thấy cái hạt cái khoai đâu. Tôi hỏi cháu ơi, thế sao không thấy cái khoai? À không, bây giờ tụi cháu trộn luôn thịt bò. Thế thì không để cái thời chú ấy thì nó để cái khoai đấy nó giòn nó ngon lắm, nó đẹp nữa. Thế là biết sao không? Hết kiên nhẫn được rồi, hết kiên nhẫn rồi. Thay vì chú cháu cháu được, đến bây giờ bố già ơi, bố già, bố già sống ở cái kỳ nào nha? Bố già ấy, có biết rằng bố già đang sống ở thế kỷ 21 mà bố già không nói chuyện ngày xưa, ngày xưa bố già ăn thì ăn, không ăn biết mày có đuổi. Nó là vậy. Thế trẻ bây giờ rất hăng hái, nhưng nó không biết những cái chuyện bom rơi đạn lạc, cái tinh thần biển đảo chứ mình bảo vệ quê hương. So cái thế hệ già của tôi, bom đạn rơi trên đầu kinh khủng lắm. Các cháu rất tốt nha, nói rất to, hát rất mạnh, thực tế chưa thấy cái tàn khốc của cuộc chiến tranh. Cha mẹ không thể dạy cho con biết được điều đó. Đấy là những cái mà giữa thế hệ này thế hệ khác có khác nhau. Tôi vào đây gặp bà xã tôi thời năm bảy mấy, bà ấy mặc cái đồ mà tôi thấy ngạc nhiên, quần loe như cái váy, sạch như cái váy. Còn trong lúc đó Hà Nội ấy, quần bó, quần tuyết bó thế này là đi đường, mà mấy cái đứa mà làm thì văn hóa nó đi nó gì nhận làm giữ là nó lấy cái chai chọc chọc vào, chọc được lấy kéo cắt chọc, nhưng bao giờ chọc được thì thôi. Hà Nội vậy, Việt Nam xòe như cái váy.
Còn đến bây giờ nhìn chúng ta bó đấy mà lại còn đến đầu gối nữa cơ, đúng không? Đến đầu gối mà bó chặt là các bà có hiểu rằng cái mốt đó là mốt không phải của phụ nữ mà mốt của đàn ông. Thế vì cái người vậy mấy ông đội những cái tóc giả ấy đi mặc cái quần bó chẹt thế này, này đến đây này, còn đàn bà thì đó là mặc cái váy xòe ra có cái lồng trong đó đi làm thư thế này này. Mốt nhưng chỉ một thời gian ngắn nữa các bạn sẽ thấy lại xòe xòe tích tích xòe túm xòe xòe lên túm vi khuẩn như vậy. Nó không dùng một thời gian thì nó lại trở thành mới, nó lại trở thành mới. Thế đấy, cho nên ít bị đề kháng, ít bị đề kháng. Rồi về đồng tính của sinh ba mít thấp, đồng tính của sinh ba mít thấp. Tại sao? Vì đa phần sinh ba mít dùng vào đường uống. Nếu có độc rửa ruột cho ói ra từ đấy, còn kháng sinh ta bảo thấy phần lớn tôi biết đang biết ở cái kháng sinh đặc biệt cái nhóm cephalosporin phần lớn là trích, và chúng ta biết trích vào máu lấy ra cũng được, lấy ra cũng được nha. Thì cho nên để chọn giữa ở đây, xin lỗi các bác sĩ nhé, bác sĩ thấy trích mà tôi chỉ uống, tôi sợ trích trích trong đầu và biết đầu là có cái chuyện gì thì ứng cứ có cái gì. Nếu buộc phải trích thì ta mới trích, còn nếu không thì ta chọn lựa giữa trích và uống thì tôi chọn uống chắc hơn tí nhưng mà chắc không bị à. Và đây lợi tiểu, đây là một số các nhóm thuốc mà sinh ra biết là đầu bảng nhóm thuốc lợi tiểu cho đến bây giờ đã chia đi, tức là nhóm thuốc lợi tiểu hay dùng nhất là sulfamid, nhóm thuốc tiểu đường nha là thuộc nhóm sulfamid nha, thuộc nhóm sulfamid. Thì đây là cái lịch sử tìm ra sulfamid nha, và chúng ta tạm nghỉ phải làm tí các bạn nghỉ giải lao thì đi uống nước nhé nhé, đừng có ngồi một chỗ à, chúng ta vận động aerobic không tỉ là đừng có thuốc gì mới đâu. Thì liên quan thì chúng ta sẽ nhìn cấu trúc chung của sulfamid nó như thế này à. Thì chúng ta bắt đầu đi đường trái qua phải, tức là cái nitơ ở đây, cái vị trí số 4 thì nó có liên quan gì à? Nitơ, chúng ta nói về nitơ, nitơ này thì luôn luôn phải nằm ở vị trí 3A so với lại cái nhóm sulfonamid đấy, 3A so với nhóm sulfonamid. Mọi cái dịch chuyển sang vị trí khác đều mất tác dụng. Cái này sau này tôi sẽ giải thích khi đi vào tác dụng thực lý cụ thể, tôi sẽ giải thích tại sao không thay đổi được. Đừng có nói rằng thầy cơ ơi em thích ở vị trí này cơ, không có tác dụng gì hết. Rồi tiếp theo, nitơ thì luôn luôn phải gặp vào nhân nhanh, tức là cái nhóm nào là em ăn nhìn thơm. Còn cái trường hợp này về nguyên tắc là không có tác dụng, có cái nhóm chen vào giữa CH2 methylene này là không có tác dụng. Tuy nhiên đây lại là cái sulfamid có tác dụng kháng sinh, được dùng trong những vị trí thứ hai rất nhiều, sau này chúng ta sẽ nói về nó sau. Thứ ba đó là cái nhóm NH2 đấy, amin thơm đấy, và thay bằng cái nhóm khác mất tác dụng, trừ là thay bằng nitro thì nó vẫn còn nhưng mà nó độc quá, nhóm nitro thì quá độc. Đấy là nhóm amin. Rồi thay đổi tiếp theo nữa đó là cái nhóm amin đó, amin này
phải tự do thì mới có tác dụng. Có nghĩa là phải là nửa ai thì mới có tác dụng. Nhưng ở trên bảng chúng ta nhìn thấy cấu trúc này về lý thuyết là không có tác dụng và nó không có tác dụng thật nha, mất tác dụng, gạt cái này mất tác dụng. Nhưng tăng la dung là một cái kháng sinh, một cái sinomic mà được sử dụng rất nhiều ngày trong thời kỳ bao cấp để trị nhiễm trùng đường ruột. Nó không có tác dụng mà tại sao lại được sử dụng để trị nhiễm trùng đường ruột? Đó là nguyên nhân là thế này: con vi khuẩn mà nó đã nằm ở đường ruột ấy là nó rất tham ăn. Ruột là chứa thức ăn mà, nó sẽ ăn tranh với người, thậm chí nó tranh với người cả thuốc nữa. Thế nên khi chúng ta uống cái này vào thì thuốc này nó không hấp thu vì nó quá gồng cảnh, không hấp thu, nó chỉ nằm ở ruột. Mà con vi khuẩn nó muốn nếm thử xem cái sinh talazone này ngọt đắng ra làm sao, nhưng mà bởi vì nó quá to cho nên nó phải bắt chước một người mua một ký định về chúng ta phải sắp nhỏ một cái xào nấu được. Có ai cầm cả cái cục thịt nó mà ăn không? Có sư tử mới ăn được đấy, đúng không? Thế thì nó sẽ phải cắt nhỏ ra và nó cũng khôn, nó biết chọn cái chỗ nào để cắt. Chứ chúng ta cứ ghè vào xương thì phải có bác phú cho mà đập, nó phải tìm ra những cái khớp nó cắt thì cái chỗ mà yếu nhất ở trong cái trên là chỗ này. À, và vi khuẩn nó sẽ cắt nhỏ để nó có thể ăn được. Và đây là cái nó cắt, con vi khuẩn cắt cắt thủy phân và giải phóng nhóm NH2. Và đây là sinh hoạt kia tôi, và đây là thuốc có tác dụng mà vi khuẩn bị sinh hoạt kia tôi diệt. Đây là một cái chết vô cùng là đáng xấu hổ, chết vì thế nào đó, thấy không? Chết vì thế nào rồi đấy. Anh nhân xin cho hai chữ bình yên, nếu thay đổi nhân thơm bằng những cái khác mất tận dụng. Và trên nhân thì không được thế, thế thế này là không có tác dụng. Đừng nói em thế cờ lo vào đây cơ à, có tác dụng, mất tác dụng. Nhân để nguyên nhân, nó có lý do của nó. Cuối cùng là nhóm sibonacin, đây nhóm sibonacin. Ở đây chúng ta học bài sibonacin thì phải để có nhóm sibonacin, còn nếu không có thì nó lại là thuốc khác. Chỉ có ở đây chúng ta quan tâm đến là nhóm thế ở đây như thế nào, chứ còn cái này phải để nguyên. Rồi ok, đây sibonacin thế vào thì chúng ta có thể thế mạch thẳng, dị vòng, rồi nhiều nhóm thế khác nhau để chúng ta có tới 25.000 sibonacin các bạn. Đấy, ví dụ sibonacin hay là ganidin đó. Đó, hay là cái mà sắp tới chúng ta sẽ thực tập trong cái đợt tới, đó là sibonacin, sibonacin để nhỏ mạch, và đặc biệt là thế các cái dị vòng thì tác dụng nó mạnh hơn rất nhiều. Đây, ví dụ sinh hoa chia rôn hôm nay chúng ta nói sinh hoa chia rôn rất mạnh, thì đấy là cái mối liên quan giữa cấu trúc và tác dụng. Bây giờ điều chế thì nếu chúng ta đi từ gốc thì chúng ta có thể đi từ các dẫn chất của amylin. Đi từ amylin đây thì đi từ amylin chúng ta biết rằng amylin rất dễ bị oxy hóa để mà nó đen thui, cho nên trước khi làm thì chúng ta phải acetin hóa hay là hoặc min hóa bảo vệ hóa cái nhóm amin thơ lại đấy, được acetanilin rồi vân vân đã hóa lại.
Rồi sau đó chúng ta bắt đầu phản ứng giữa cái đó với lại acid chlorosulfonic. Chlorosulfonic là hỗn hợp của oleum, tức là SO3 với lại HCl. Ngắn mà chúng ta được dẫn chất chlorosulfonic. Đây, chlorosulfonic. Sau đó chúng ta phản ứng hoặc là với amoniac thì chúng ta được một cái sulfonic mà không có thế. Còn nếu chúng ta thay bằng một amin thì chúng ta được sulfonic có thế. Ở đây có một cái mà tôi rất hay hỏi các bạn, các bạn rất hay quên. Để bao giờ các bạn thực tập thì tôi sẽ hỏi, nhưng ở đây tôi nhắc cho các bạn. Thường tôi đưa hỏi thế này, tôi đưa một cái cấu trúc sulfonic cho các bạn. Các bạn điều chế nó như thế nào? Thì các bạn phải lấy cái gốc. Đây tôi lấy cái gốc SO2Cl. Rồi phản ứng với lại cái RnH2. Cái này tùy thuộc cái sulfonic mà tôi hỏi các bạn. Ví dụ đi định tổng hợp chúng ta chia rồi thì chúng ta phải amino chia rồi nhé, vân vân và vân vân. Đấy, đây là cái nguyên tắc chung để điều chế sulfonic. Chúng ta đi từ SOCl phản ứng với lại amoniac hoặc amin, chúng ta sẽ được các sulfonic như mong muốn. Sau đó thì chúng ta phải thủy phân để giải vào cái nhóm acetin bì. Thủy phân bằng acid hay kiềm. Các cái acetin bì là chúng ta thu được sulfonic. Thế thì chúng ta nhìn cái quy trình điều chế sulfamid rất là đơn giản. Vậy thì chúng ta hiện nay các nhà máy dược của mình đã sản xuất được cái sulfamid nào chưa? Xin nói là chưa, trừ các bạn sinh viên lớp văn bằng 2 sắp tới thực tập sẽ tổng hợp sulfamid. Không, chưa. Mặc dù đã có những cái đề tài cấp nhà nước để sản xuất sulfamid vì nhu cầu có, nhưng vẫn chưa. Vấn đề nó ở cái chỗ này. Đây, vấn đề nó ở cái chỗ trước. Đây, vấn đề nó ở đây. Vấn đề này. Cái nguyên liệu đầu, anilin thì không vấn đề gì. Anilin mình hiểu lắm các bạn. Vì người ta nhập, trước người ta nhập về Việt Nam quá nhiều, cho nên các cái nhà máy dệt lụa ấy bây giờ nó ứ mà rất nhiều ở trong kho, và cái này rất độc. Có một lần thôi thì tôi cho đến bây giờ các đề tài tôi làm khoảng 1000 chất rồi, tất cả đều đi từ các dẫn chất anilin. Anilin nó quá dễ kiếm ở Việt Nam. Thế thì tôi đến nhà máy Phong Phú dệt Phong Phú, tôi xin mua anilin. Thế thì cái hỏi cái ông giám đốc tốt lắm, nhiệt tình lắm, mời lên ngồi uống cả trà đó. Thế thầy cần bao nhiêu? Anh có nói là tôi hỏi trong kho anh bao nhiêu để tôi mua, mà kho anh còn ít thôi ạ. Thế còn bao nhiêu? Dạ còn 50 tấn. Tôi bảo thế mà tôi mua hết 50 tấn thì được xiết hết cả cái thành phố này, không phải qua trường thế nó độc. Thế bạn tôi nói đùa được trở lại thì thôi, không mua ít thôi, chẳng mua nhiều đâu. Thế mà thế này mua mấy phi là mấy thùng? Tôi mua khoảng 10 ký. Ông bảo thôi, thầy nói 10 ký thầy nói ngay từ đầu anh cho thầy lấy cam vào đầu cho bán cái gì 10 ký, kho phải là 50 tấn mà mua là đấy. Anilin của mình là không có khó, nhưng cái khó nó ở đây, cái chất này đây, chlorosulfonic, đó là kết hợp trộn hỗn hợp của oleum và HCl. HCl mình sản
số 3 đốt lùi là có xúc phạm cho thấy Vladimir và thành S3. Và S3 là nguyên liệu để điều chế acid sulfuric. Các bạn được tập tôi đích minh rằng có acid sulfuric dễ dàng quá thì mua oleum về đổ HCl thành. Thế là tôi đến nhà máy hóa chất Tân Bình thì tôi biết ở đấy nó sản xuất acid sulfuric để đổ vào mấy cái bình ác quy. Tôi đến lại gặp ông giám đốc nhiệt tình lắm. Thế thì thầy mua gì? Là tôi mua oleum. Dạ em không có. Tôi bảo thế anh sản xuất acid sulfuric mà lại không có oleum thì làm sao sản xuất acid sulfuric? Tôi bảo không, ở đây em biến vàng ra thành đồng. Phân suprelin các nước nó chuyển về ngoài Bắc nó sản xuất các nước trong đó nó mua về phá ra lấy acid sulfuric biến thành vàng thành đồng. Sau này tôi mới biết nghiệm ra đúng là chỉ có Việt Nam anh hùng đánh thắng cả Mỹ Pháp và Nhật mới có cái suy nghĩ rằng biến vàng ra thành đồng. Thì tôi sau này tôi nhận được những cái đơn đặt hàng đưa cho tôi methyl salicylate dầu gió đấy, aspirin nhờ tôi biến thành salicylic. Nha, giá salicylic thì là 40.000 một ký, mà aspirin methyl salicylate 25.000 một ký, thành phẩm rẻ hơn nguyên liệu. Thế cũng chỉ có Việt Nam anh hùng mình đóng cả biện pháp này mới có chuyện như thế nha. Thực ra thì nó đơn giản ở chỗ là Việt Nam bằng cái gì cái gì mà có nhu cầu nhiều thì giá nó cao, mà sản lượng nhiều thì giá lại thấp, ít người mua thì nó lại thấp. Mê tên sang Slack người ta nhập về nhiều lắm. Ở thời đó là nhà nhà làm dầu gió, tôi cũng làm dầu gió mà nhà nhà làm dầu gió. Đến lúc điều trợ đó tràn ngập hết rồi. Mê tinh salicylate không biết làm gì. Trong khi đó salicylate nhập làm cái gì? Chả làm, trừ mấy cô làm mấy kem trộn. Đời đó lột ra mặt. Mà đến lúc mà các cô cần thì lại salicylate không có. Để nhờ đến ông Phương, ông Biên mê tinh salicylate thành từ vàng chuyển thành ra đồng. Chỉ có Việt Nam mới có cái chuyện đó nha. Hồi đó ở Nga ông giáo ông đến, ông đưa tờ báo nói về Việt Nam. Ông bảo lạ nhỉ, tại sao cái nước mày giá xi măng rẻ hơn giá cát nha. Ông bảo vậy thì chúng mày thật là chúng mày mà là 70 năm sau chủ nghĩa thì mày chẳng hiểu cái vấn đề gì nữa. Bảo nước ta mà giá cát nó đắt hơn giá xi măng là chuyện đơn giản. Tại sao chúng mày không hiểu? Xi măng chúng mày viện trợ cho nước chúng ta sẵn trở đến tận nơi, còn cát thì sao? Chúng ta phải ra sông xúc, giá công để xúc cát đắt hơn giá xi măng mà. Thế thôi, chỉ có Việt Nam mới có cái chuyện đó. Chính vì thế cho nên mình không có chloroxin đấy. Đấy, không có này. Đấy, thì đấy là đây là cái phương pháp điều chế không đi từ anilin và đi từ chlorobenzene. Đây là phương pháp của Nga. Người Nga cho đến bây giờ người ta vẫn tự hào rằng người ta mới làm tìm ra sulfatylamin chứ không phải ông đô mát không biết gì đấy. Chúng mày cướp người Nga nó tìm ra. Người Nga công nhận là vĩ đại thật. Sau đấy tôi mới thấy các nhà khoa học họ vĩ đại, nhưng mà cái đầu của họ như trẻ con nó cũng cười. Nói về khoa học thì họ người khổng lồ, nhưng nói về đời thường thì họ trẻ con. Họ nghĩ về cái chủ nghĩa xã hội, họ nghĩ về mọi cái nó đơn giản, nó trẻ con nha. Thế là ở đây, đấy thì Nga cho rằng như vậy.
ta thấy rất nhiều công trình của người Nga sau này bị cướp, không còn tên. Ví dụ các bạn học ở dưới phổ thông, các bạn học bản tuần hoàn Mendeleev, cái đó là do Mendeleev Nga tìm ra, mà cái lịch sử tìm ra của ông ấy cũng lạ. Cái ông này là cái ông bất tài vô dụng, đi sáng các ô đi, tối các ô về, mãi trở lên được phó phòng, buồn chả thấy mình có năng lực gì, kẹt đêm về nằm ngủ, nằm mơ, ngồi khóc, khóc cho cái số phận của mình, khóc cho cái cuộc đời của mình, cho ngóc đầu lên được. Thế là bụt hiện lên hỏi vì sao con khóc. Thế ngồi kể lệ ra, kể lệ ra là thấy công lao phấn đấu tùm lum hết mà chả được ai quan tâm đến, chả ai nghĩ đến nha. Buồn bảo vậy thôi cho con bảo bối. Thế là đặt vào tay Mendeleev bảng tuần hoàn nguyên tố. Thế sáng mình dậy đầu cũng còn nhớ như nguyên cái bảng tuần hoàn nguyên tố. Mà may là ông là người Nga, nếu ông là người Việt thì thế nào ông đem bảng đó đi đánh đề. Nằm mơ vậy. Thế là ông ấy là thành ra tác giả của bản tuần hoàn mang tên Mendeleev. Nhưng mà bây giờ mình đâu có gọi đấy, mình chỉ bản tuần hoàn nguyên tố thì là, bởi vì là thằng Mỹ nó bảo cái đó là của nó, mà thằng Mỹ thì nó giàu hơn thằng Nga, và cái thằng giàu càng giàu thì mình theo vì nó là thằng tốt, chứ mình nghèo cũng bao giờ mình tốt đấy. Nó giàu thì mình tốt, nó lấy tiền tỷ đi ăn cắp người khác, nó đưa cho mình nghèo là từ thiện, thế là nó tốt. Có bao giờ nó vào tù thì lúc đó là tiền thiện nhé. Thì đấy, ở đây nó có một cái giai đoạn đặc biệt, tức là cái này không phải hóa này, mà cái này phải dùng âm nhắc và dễ áp suất cao. Âm này là của bom và nó nổ thì là kinh khủng lắm. Bộ môn hóa dược thì xưa có làm một lần, nhưng mà làm cái khác mà nó nổ một cái thôi, nhỏ cái bình cầu thôi mà toàn bộ dùng kính hóa dược mất đấy. Bộ môn hóa dược thì mất lao động kinh tế mất một năm. Một cái phản ứng tổng hợp là sinh ra chuỗi của các bạn đấy, nổ cái là không còn cái tử tính đất rồi. Đây, chúng ta có thể đi từ đúng không? Symphonic mà có sẵn. Sắp tới các bạn sẽ đi từ Symphonic này, những cái Symphonic. Sắp tới các bạn sẽ làm cái em của mình này. Đấy, tạo Symphonic. Đây các bạn, những này sinh viên thích lắm, vì nó dễ rớt vô cùng, may lắm. Bây giờ các bạn không phải thi, sinh viên thích nhìn thấy ra được cái đồ giúp những cái sấy mình làm dễ dơ, làm chẳng ra cái gì hết. Rồi bây giờ nói đến tính chất của sư công đích thì bao giờ nó cũng một thuốc, thì chúng ta cũng nói đến tính chất lý, tính chất hóa, đúng không? Lý hóa, riêng tính chất lý thì các bạn không cần học, vì 99.9% các thuốc tính chất lý giống nhau. Và các bạn chỉ cần nhớ điều đơn giản là tính chất lý là một cái tính chất của cái tạo chất tăng sinh môi hữu cơ, hiện tại trong nước, hiện tại trong nước, tăng sinh môi hữu cơ. Thế chỉ cần nhớ rất là đủ rồi. À, chất là một cái tính chất của một cái tạo chất tăng trong nước, hiện tại trong môi hữu cơ, hiện tại trong môi hữu cơ, hiện tại trong nước, thế là đủ. Cho nên chúng ta không cần học. Về các tính chất hóa, các bạn sẽ thực tập bài Symphonic trong cái đợt tới. Cho nên tôi nói lớp 3 thôi. Thứ nhất là nó có tính ba là lớp tinh, nó vừa có tính axit đấy, đấy cái hydro này nó linh động này, linh động cho muối. Chúng ta biết cái này dưới dạng. Thứ hai là nó có tính bạc,
do nhóm NH2 đây tạo muối. Cho nên khi các bạn làm bài sulfasalamin mà nó chẳng thấy nó đổ thì chúng ta phải điều chỉnh pH thì nó mới đổ, chứ nếu mà là muối axit nó không tăng, muối ba nó không tăng. Sau này các bạn sẽ được đọc vào đấy. Về nhóm amin thì cho phản ứng piezo hóa, cái này các bạn biết piezo hóa rồi. Chất thơm thì sẽ cho phản ứng thế bromo, hay dùng trong kiểm nghiệm. Rồi nhóm NH2 ở nhóm sulfamid ấy, nhóm NH2 ở thơm ấy thì có thể tạo với lại anhydrin. Cái này rất hay dùng trong kiểm nghiệm, rất hay dùng trong kiểm nghiệm đấy, tạo anhydrin. Cái này các bạn sẽ dùng phản ứng đốt cháy, hay dùng để mà tinh tinh. Nhưng bây giờ chúng ta không còn dùng phản ứng này nữa, dược liệu đã bỏ, sợ ô nhiễm môi trường, cho nên là bây giờ cái gì mà đốt đốt thì là bỏ, tránh ô nhiễm môi trường. Về kiểm nghiệm thì các bạn đều biết tiêu chuẩn về kiểm nghiệm. Tôi có nói với mấy cái nhóm và thực tập mà tôi hôm nay chúng tôi được coi thì là trước điểm là nơi ghi các cái tiêu chuẩn kiểm nghiệm các cái thuốc. Việt Nam chúng ta bây giờ đến dược điển lần thứ 5, đây là lần thứ 4, dược điển lần thứ 5 đã ra đời rồi. Anh Mỹ thì nó đã đến lần thứ 30 mấy rồi, Việt Nam mới đến lần thứ 5, mới ở năm ngoái mới ra. Tuy nhiên tôi xin nói các bạn về dược điển Việt Nam, thực ra nó gọi là dược điển về hoàn toàn là dịch từ dược điển Anh và dược điển Mỹ sang tiếng Việt. Cho nên nó có cái hài hước là tôi viết, chúng tôi viết bằng tiếng Việt mất 6 năm mới ra được cuốn này, nhưng Bộ Y tế giao cho nhiệm vụ là dịch cái này sang tiếng Anh thì tôi mất 3 tháng, chủ yếu là xé biển rồi đóng lại dán nhãn. Việt Nam bởi vì mình dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì là dịch ngược lại từ tiếng Việt tiếng Anh thì chỉ về lấy của nó ra thôi. Tức là gọi là dịch thì. Nhưng phải nói với các bạn rằng dược điển Việt Nam là niềm tự hào của các người, các ở đây có các bác sĩ thì tôi không tôi nói với các bác sĩ đừng có gì, bởi các bác sĩ cũng là sẽ là dược sĩ, niềm tự hào của các người làm công tác dược nói chung ở Việt Nam. Cái đầu tiên nó là cái gì? Nó là một cuốn sách mà có cúc nguyên, có nghĩa là có tính pháp lý, anh phải theo dù nó sai vì nó là đại diện cho pháp lý. Cuốn dược điển Việt Nam lần thứ nhất viết vào những năm 60-70 sai một nửa, nhưng cả thế giới đều cả nó cũng chả Việt Nam viết dược điển sai, nhưng mà vẫn anh hùng bom đạn rơi trên các cụ ngồi dưới ông viết bằng đèn dầu sai một nửa. Nhưng tự hào y không có cuốn nào như thế này. Chúng ta có thể tự hào y có thể hơn mình rất nhiều, lợi hơn, có nhiều cái được quan tâm rất nhiều. Cái đơn giản nhất là ngày 7/2 là ngày thầy thuốc Việt Nam, chỉ có y ngồi dược có. Tôi là thầy dạy thầy thuốc, không được gọi là thầy thuốc. Không được gọi là thầy thuốc, tôi chỉ là nhà giáo. Không được gọi là thầy thuốc. Đó. Cho nên là y có thể, nhưng mà không phải thông cảm. Có cái chuyện gì xảy ra, y sơ đầu cũng chịu.
dược có bao giờ dơ bao giờ chịu đâu nha, dược sĩ đâu có bao giờ bị đánh đâu, đấy là bác sĩ minh bình người nhà bệnh nhân đánh trong trận. Cho nên phải thông cảm thôi thì chúng ta biết rồi. Đấy là cái thứ hai, pháp lý chúng ta ra ngoài đường là công an bắt giữ lại, mình không cần biết cái gì hết, giữ lại tức là anh có lỗi. Nó nói cái gì nghe đấy, không có anh dắt xe về đồ chúng ta giải quyết. Và cái thông minh nhất là giúp chăm nhìn, giúp đưa cho nó rồi nhìn nó sẽ phải tên gì sau này đăng báo hay là chụp ảnh mày là tao gửi mày lên báo cho mình chết. Chứ cái cãi lộn hay là cái thằng mà làm pháp luật là chỉ có sai nha. Cho nên dược viện sai là vẫn phải làm theo dược viện. Tôi nhiều lần tôi phải làm chuyện đó sai, và tôi biết rằng kết quả tôi gửi cho các anh là kết quả sai, bởi vì dược viện các anh biết sai, đề nghị các anh biết lại. Nhưng phải làm, không có là chết thì đi làm trái pháp luật được. Đấy là cái thứ hai mà phải tự hào, phải tự hào. Nó có tính pháp lý, tất cả các nhà máy trong nước phải theo nó. Cái thứ ba, chỉ có Việt Nam, trong khối ASEAN chỉ có Việt Nam và Thái Lan có dược viện. Thế giới không có, thế giới ASEAN ấy cả không có. Châu Á có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật, Ấn Độ, Hàn Quốc, các nước khác không có. Cho đến bây giờ, vào cái thời mà biết dược viện đã năm một, Châu Á chỉ mình và Trung Quốc có dược viện, không nước nào dám biết dược viện này. Nha, rất ít, cho đến bây giờ vẫn còn ít nước dám biết dược viện. Nha, vì đơn giản là rằng là cái dược viện nó biết cái tiêu chuẩn về thuốc trong cái nước đó. Nhìn dược viện là người ta biết trình độ sản xuất dược của trong nước anh như thế nào. Người khác thì nó không biết mua, người ta dở dược viện của anh thấy tiêu chuẩn cao thì ta mới mua, mà anh thì lại là trình độ của anh lại thấp, đâu có làm được cái cao như vậy nha, không thể làm cái cao như vậy được. Nha, cho nên biết dược viện là anh tự phải giết mình, tiêu chuẩn trong nước anh theo nó sẽ theo được, và thấp thì nó mua. Cho nên nhiều nước nó không biết dược viện, không biết dược viện ù say, nó làm ra cái rồi lúc thì nó dựa dược viện này, cái nào dễ thì nó làm theo, chứ có Việt Nam đó là mình làm anh hùng lắm, đánh thắng với Mỹ, Nhật và Pháp, cả Trung Quốc nữa đánh, có nước nào dám không? Cho nên Việt Nam dám làm, dám biết, dám xin ra cái dược viện. Chỉ có điều này, giải thích cái chuyện đó rất đơn giản nha, Việt Nam có anh hùng thì anh hùng. Nhưng cái trình độ này là quá thấp, quá thấp làm sao mà dám biết nha. Thì đơn giản là cái chỗ Việt Nam mình không sản xuất được một cái gì hết, cho nên đâu có cái mặt bằng gì đâu. Mặt bằng của mình là con số 0, đặc biệt là hóa dược là con số 0, không sản xuất được một cái gì hết. Cho nên đâu có vấn đề gì để mà trong nước không đạt được cái đó, mình có làm đâu có đạt. Và cái dược viện mình viết để làm gì? Để báo cho các vị nha, bán hàng cho tôi để đạt tiêu chuẩn dược viện Việt Nam thì tôi mới mua. Dược viện Việt Nam là dược viện tiêu chuẩn cao nhất thế giới, đấy là dược viện Mỹ và dược viện Anh. Anh có đạt được đấy anh mới bán cho tôi, tôi không mua những cái đồ lẻ tẻ, cái đồ sản xuất mà yếu tôi mua. Cho nên là mình sợ gì không biết. Bây giờ chuẩn bị viết dược viện 6 đấy, cứ viết, cứ dịch. Đấy, thì đấy là cái để cho bạn thấy là cái dược viện. Rồi các bạn sẽ dở dược viện, các bạn xem. Thì trong đó thì dược viện Anh, dược viện Mỹ, đây là cái chút đó của dược viện. Thì nó có định nghĩa, nó có tính chất, có tính có thử
thì các bạn đã làm rồi, các bạn đã làm theo là dược viện rồi, tất cả các tiêu chuẩn của các bạn đều là theo dược viện. Kiểm nghiệm thì các bạn sẽ làm chuyên văn lý, có bài kiểm nghiệm chuyên văn lý của các bạn nha, thì chúng ta sẽ có cái định tính bằng những cái phản ứng màu vân vân. Thử tinh khiết, tôi sẽ hỏi các bạn, mặc dù các bạn đã làm, mặc dù các bạn đã làm, tuy nhiên là các bạn đã làm lại có ở một cái khía cạnh khác. Tôi sẽ hỏi các bạn thế này, vì sao phải đi thử dây ạ? Clorit và sinh quay. Các bạn đã làm phải là sinh tay dưới nha, kiểm nghiệm cho đó có cái thử tập chất rồi, nhưng cái đó khác cái này đấy nha. Hôm nào các bạn lên thực tập nhớ, nếu gặp tôi các bạn chuẩn bị cho tôi trả lời cái câu vì sao phải thử dây ạ? Clorit và sinh quay nha. Giảm khối lượng cái khô là do nước ẩm thôi, tạp chất liên quan là gì? Gạch dưới rồi, đôi lúc tôi hỏi, chuẩn bị trước đi, tinh thần đi. Định lượng thì chúng ta chủ yếu là phản ứng diazo hóa. Định lượng là phản ứng diazo hóa. Đấy, chúng ta có thể dùng các cái chỉ thị khác nhau, chỉ thị ngoại, chỉ thị nội và các cái máy chuẩn động thế vân vân. Rồi ngoài ra còn có những cái phương pháp khác, đây chuẩn động thế, máy chuẩn động thế, rồi có thể dùng các đo quang tạo màu để đo nồng độ màu. Đã kết hợp với một AGX. Rồi chúng ta có thể định lượng môi trường khác nha, có thể định lượng bằng sút nếu nó có tính axit mạnh, có thể định lượng môi trường khác đó, axit yếu, base yếu. Tôi sẽ hỏi các bạn môi trường khác là gì, môi trường khác là gì đó, các bạn hãy trả lời cho tôi. Chuẩn bị nhá, chuẩn bị tinh thần là lên thực tập, tôi sẽ hỏi. Rồi, thế đấy là kinh nghiệm. Đấy là kinh nghiệm. À, có thể dùng phương pháp kết tủa. Cái này ít dùng nào. Bây giờ ít dùng nào. Định lượng bạc cân hoặc là định lượng bạc dư. Rồi. À, bây giờ tôi nói một tí, còn khoảng 8 giờ thì chúng ta về. Chúng ta sẽ nói về tác động dược lực. Ở đây nó có hai cái vấn đề mà thực ra là hai vấn đề khác nhau, đó là dược lý và dược lực nha. Bộ môn dược trong dược lý nó có dược lực. Dược lực tức là cái quá trình mà nó ở trong cơ thể nó chuyển vận ra làm sao, nó biến đổi thế nào, còn dược lý là nó tác dụng ra sao, cơ chế. Nhưng mà chúng ta là dân ngoại đạo cho nên dược lý với lực của chúng ta giống nhau, chung chung vào lý với lực cũng vậy. Thì quá trình dược lý hay dược lực, ở đây chúng ta nói về dược lực đi, là bắt đầu từ quá trình hấp thu, hấp thu nha. Quá trình này nếu không có quá trình hấp thu thì thuốc không đi vào máu được, và không đi vào máu được thì sẽ không tác dụng toàn thân mà nó chỉ tác dụng tại chỗ nha. Quá trình hấp thu thuốc nha, hay là cụ thể với sinh hoạt tính thì dễ hấp thu, xuyên qua mít dễ hấp thu qua đường tiêu hóa, thì chủ yếu là dọc đường tiêu hóa, trừ một vài xuyên qua mít đặc biệt nha, khó thu, nó sử dụng để trị nhiễm trùng đường ruột, nó vào cái ruột nó nằm ở đấy, nó tác dụng
giống như là Tanazol lúc nãy đó, hay là Gandidan Suvaguanidin, đây Suvaguanidin. Quá trình hấp thu, đây đây là quá trình hấp thu. À, quá trình hấp thu là quá trình thuốc đi qua màng sinh học, một cái màng sinh học, ví dụ màng ruột, màng tế bào, màng vi khuẩn, thì đều có cấu trúc như thế này, đều có cấu trúc này, nó gồm có hai phần quay vào nhau, quay vào nhau. Cái phần đỏ ấy là phần người ta gọi là thân nước, dễ hoạt tan thân nước, đây là an toàn glycerin, acid phosphoric, dễ tan thân nước. Cái phần dài này là phần acid béo, mỡ không tan, mà thuốc muốn đi qua được cái này, tức là hấp thu được, thì phải đi qua được cái màng sinh học này, tức là đi qua được cả cái thân nước và thân dầu. Mà thực tế các chất không thân nước thì là thân dầu, không thân dầu không thân nước nha. Hiếm chất nào lại vừa dầu vừa nước, những chất vừa có dầu nước mà kết nối với nhau tỷ lệ thì nó thấm rất là sâu, thì rất sâu. Đây còn những chất mà thân nước nha, ta nghĩ đấy, nó vào đến đây, nó vượt qua được cái nước, nó đi vào sâu. Còn chất thân dầu chỉ đến cái phần màng ngoài. Các bạn thấy, các bạn bôi vaseline thấy nó chỉ ở ngoài, nó không thấm được vào, đúng không? Đấy, bạn rửa bằng nước nó còn thấm sâu hơn cả vaseline. Còn cái mà nó lại vừa có nước vừa có dầu thì nó đi khá sâu, thậm chí nó đi qua luôn để vào máu. Chúng ta thấy vào cái con rửa có hai quả vậy, một ông là nước và ông là dầu. Bây giờ muốn đi vào con rửa thì hai ông đó phải đồng ý cho đi qua chứ. Không có đứng đây gọi điện ra rất là không cho vào, một là hai ông mà không đồng ý đừng có học vào đó. Đấy, ở đây thế thôi. Cho nên các bạn sau này về có làm về quản chế, chúng ta phải quan tâm đến cái vấn đề nước dầu chất kỹ nha, nước dầu chất kỹ. Và nếu có gì thì tôi sẽ kể cho các bạn những cái trường hợp mà người ta bào chế thuốc mà cuối cùng là tôi đuổi khỏi cái hội đồng thi, như vậy làm lại để đưa ra những cái mà chắc chắn là không thể có tác dụng chữa bệnh nha. Nó rất tưởng hay nhưng mà không hay thế nào. Đây nữa, một cái này nó cũng quan trọng, đó là người ta thấy một thuốc mà nếu bị phân ly, tức là ra thành cái ion, thì thuốc đó hấp thụ kém. Nhưng mà những thuốc nào ít phân ly thì hấp thụ mạnh. Và nó có một cái phương trình, hai cái phương trình. Một là phương trình pKa bằng pH cộng logarit nồng độ phân tử, tức là nồng độ chưa phân ly, chia cho nồng độ đã phân ly. Và nếu chúng ta biết rằng nếu cái này nó lớn, cái tỷ lệ này nó lớn thì hấp thu tốt, đúng không? Càng lớn thì hấp thu tốt. Nhưng ở theo cái phương trình này thì chúng ta chưa cần uống thuốc, chúng ta biết rằng thuốc đó hấp thu ở đâu. Ví dụ cụ thể là như thế này, cái pKa, cái pKa của các bạn này, nó là hằng số phân ly của các chất mà các bạn này, các bạn dở sách là đều có nha. pKa, pKb là dở sách là có. Bạn cầm một cái thuốc, bạn mở sách, nó có cái pKa liền. pH là nơi cái thuốc nó nằm, ví dụ dạ dày, nếu nằm ở dạ dày pH bằng 1,
nằm ở máu pH bằng 7, và nếu nằm ở ruột thì pH bằng 7,4. Đó là những cái chỗ mà khi uống vào là thuốc thường nằm. PKA mình biết, pH mình biết, vậy thì chúng ta có thể đánh được cái lô đấy nồng độ phân tử trên ion, và biết được lô đấy thì chúng ta biết được tỷ lệ cái phân tử trên ion bằng bao nhiêu, và từ đấy chúng ta đánh giá thuốc đó uống vào hấp thu ở đâu, đúng không? Tôi nói một cái ví dụ đây, ví dụ xuyên qua kia thôi, hôm nay chúng ta vừa mới nói pH của nó là 6,8, pH nó nằm ở ruột. Bây giờ từ ruột nó hấp thu vào máu hay không bằng 7,2, thì logarit nó bằng như trên cộng 7 bằng 6,8, cuối cùng logarit nó bằng trừ 0,2, và tính ra nồng độ phân tử trên ion bằng 0,39, và tính nữa cho thấy đầy đủ thì chúng ta có thể đánh được là 28% sympathiazone sẽ đi từ ruột và máu. Thế không? Và thông thường thì những chất nào axit thì sẽ hấp thu ở dạ dày, những chất nào có tính viêm trung tính thì hấp thu ở ruột, thường là vậy. Thì đấy là cái hấp thu. Cái thứ hai là phân phối. Phân phối tức là thuốc sẽ vào đến máu, bắt đầu đến cơ quan này cơ quan khác. Nếu nó đến được nhiều nơi thì gọi là phân phối rộng, đến ít nơi thì phân phối hẹp. Thì phân phối của sulfamid là rộng, khá rộng, đến các cơ quan trừ một vài thuốc không liên quan đến ruột thì nó nằm ở ruột, còn nói chung là phân phối rất tốt. Đó. Phân phối tốt đến màng phổi, đến mắt, đến vân vân nhiều. Cho nên sulfamid được dùng để trị những cái nhiễm trùng toàn thân, những cái nhiễm trùng có này có khác chúng ta đều có thể dùng sulfamid được. Là ở đây tôi lưu ý hai cái chỗ thôi, rồi sau cái này chúng ta sẽ nghỉ. Thứ nhất, sulfamid là cái loại mà mới tìm ra, nó là thần dược để trị viêm màng não. Tuy nhiên chúng ta biết rồi, màng não là cái chỗ rất chặt chẽ, cấu trúc rất chặt chẽ, nó là hàng rào để bảo vệ não không bị những cái tác nhân lạ đi vào, trong đó có thuốc không đi vào được. Bởi vì cái gì cũng nhảy vào não thì chúng ta điên, đúng không? Cho nên nó là rào nó bảo vệ. Sulfamid không ngoại lệ nha. Đây chúng ta nhìn viên sulfamid này, cái này nó chặt chẽ lắm, cho nên nó chỉ đến đây hết, không vào nữa, đứng ngoài nhìn. Vậy thì tại sao nó lại trị được những cái bệnh viêm màng não hay những bệnh mà nhiễm trùng trên não? Bởi vì khi viêm màng não thì màng não có tổn thương nha, và nó hỏng đấy, nó hỏng đấy, nó đã nghĩ ở chỗ này nó ký, từ bây giờ nó bị viêm và nó thủng, và thủng cho nên thuốc đi vào đấy, thuốc đi vào, đúng không? Cho nên chỉ có khi nào viêm màng não thì chúng ta mới cần dùng sulfamid, còn bình thường chúng ta dùng để làm gì? Có đi mà dùng đó. Rồi đấy là cái thứ nhất, phân phối. Cái thứ hai ngược trở lại, đây nhau thai, nhau thai cấu trúc rất lỏng lẻo. Tôi ngồi tôi biết, tôi thấy tôi quan tâm nhiều đến các cái thuốc mà sử dụng cho phụ nữ có thai vân vân, ít lắm, bao giờ cảnh báo
là hiểu không? Lúc này đi hoàn nhau thai đấy, thì nhau cái tế bào ở nhau thai nó làm lệ, cho nên thuốc có thể đi vào sâu đấy, đấy cũng phải đi vào sâu. Và mẹ uống thì con uống, cho nên là vấn đề sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai là cực kỳ là cần phải lưu ý, cần phải xem xét cho nó đầy đủ. Chỉ thế nào thật cần buộc phải dùng thì hãy dùng, tốt nhất ngang là không nên dùng. Vậy mẹ uống là con uống, và khi buộc phải dùng thì chúng ta phải theo chỉ dẫn của bác sĩ nha, tuyệt đối theo chỉ dẫn bác sĩ, và nói với bác sĩ rằng tôi đang không bầu, tôi nói với ông rồi đang không bầu nha. Mà nếu ông cho uống thuốc mà con tôi sau này ra chạy tân chân tay không lành lặn nha, tôi đốt nhà ông, tôi đốt nhà ông đấy nha, tôi kiện ông ra tòa đấy. Tôi nói rồi, tôi nói rồi mà vẫn cứ cho uống. Tốt nhất nha, chúng ta luôn luôn nhớ rằng với một thuốc chống gì đấy, cái này không cần nào mà bỏ cái này vào túi, lúc nào cần thì dở ra, bao giờ có đây nào hỏi dở ra, không bao giờ sai nha. Đối với các thuốc đặc biệt cho những con đàn, chúng ta lưu ý chống gì đấy một thuốc không dùng cho những người dị ứng, những người sinh năng sinh thật phụ nữ có ta cho con bú. Đó là những cái không bao giờ được quên nha. Và phải học thuộc thì lúc nào cần là dở ra, không dùng cho những người gì cũng những người sinh năng sinh thật phụ nữ có ta cho con bú đấy, đúng không? Không dùng những không dùng cho những người sinh năng sinh thật phụ nữ có ta cho con bú thuốc nào chẳng đi qua gan nha, thuốc nào mà chẳng đào thải con thận, đúng không? Và thuốc nào mà chẳng đâu chuyển hóa ở gan là gây độc ở gan, đến gan có thể gây độc ở thận nha. Cho nên những người sinh ra chân thận là không được dùng nha, rất nguy hiểm. Sau này đến thuốc cụ thể tôi sẽ nói cho các bạn hết sức cẩn thận với những người mà nó làm cho cái điều trị trở nên rất là khó khăn. Đó, nhớ cái điều như vậy, không dùng cho những người chết, những người chết đất trên tận thì được con thay bằng cho con bú đấy, nó cứ lôi ra là không bao giờ ra. Còn dị ứng à, thầy nói thầy không dị ứng, cái em dị ứng này, thầy ăn cái gì cũng được, thầy em ăn cá lóc ăn thịt gà em có dị ứng như vậy, cho nên là cái dị ứng thì không thể làm được. Trước sau này tôi sẽ có một bài riêng nói các bạn về cái vấn đề dị ứng. Nhưng để chúng ta thấy là cái vấn đề sử dụng thuốc là phải hết sức cẩn trọng. Ở đây là Sinvamid, đây là Sinvamid, và phân phối và chúng ta dừng lại ở đây. Còn buổi sau thì chúng ta tiếp, các bạn đang nghe đã rồi biết. Thôi xin chúc tất cả các bạn một buổi tối thật vui vẻ. Ngày